Chia sẻ trong một họp báo sau trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Sài Gòn, huấn luyện viên Hoàng Thọ cho biết ông cùng các cầu thủ vẫn chưa nhận được lương. Cả đội vẫn đang vừa tập luyện, thi đấu và chờ lãnh đạo giải quyết. Thế thế là chúng tôi vẫn đang chờ, vẫn đang đợi của bên chỗ lãnh đạo tỉnh. Lương thưởng của vận động viên thì các em sau trận đấu em vẫn suy nghĩ về cái chuyện đó. Chứ các em bước vào trong trận đấu thì các em vẫn thi đấu hết mình. Thì tôi cũng luôn động viên các em thì tập luyện và thi đấu thôi. Còn trong vấn đề thì để cho chuyên lãnh đạo của cơ quan sẽ giải quyết dần cho các em. Thì trong buổi tập thì tôi cũng luôn động viên các em để ra cái chiến đấu và thi đấu để đạt được cái thành quả của mình. Hai nữa để khẳng định cái vị trí của các em và cái thương hiệu của các em. Tính đến nay đã là tháng thứ 8, các cầu thủ của Than Quảng Ninh chưa nhận được bất kỳ một đồng tiền lương, thưởng hay khoản lót tay nào. Trước đó, hội cổ động viên của đội bóng đất mỏ đã quyên góp được khoảng 100 triệu đồng để giúp các cầu thủ tạm vượt qua những khó khăn trước mắt. Sau trận đấu hôm qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao tận tay 200 triệu đồng cho Nghiêm Xuân Tú và các đồng đội. Ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Cẩm Phả xứng đáng là biểu tượng cho hình ảnh đẹp bởi tinh thần chiến đấu, khi dù họ làm việc không lương nhưng vẫn thi đấu xuất sắc và hiện đang nằm trong top các đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng.